chậm miễn lễ các khách thấy bình thân. Ủa gì kỳ vậy? Giờ hợp hành bá quan văn võ đã hết trơn rồi, khán giả thì ngồi đầy rạp. Quân sư, quân sư đâu? Sorry, I'm late. Thôi, đi không đi late chi vậy? Dạ đâu phải, anh late tiếng Mỹ nó kêu bằng trễ đó thưa bệ hạ. Trời ơi, gì nữa đây? Dạ chào. Trời ơi, chào tưởng người biến thái chứ. Chào giống như vũ nữ vậy. Nè, ta dạy ngươi bao nhiêu lần rồi nha, ta làm lần cuối cùng, ngươi mà làm sai nữa ta chém ngươi bay đầu, biết chưa? Dạ. Nhìn kỹ nè, lên đi. Dạ lên đâu? Lên ngay ta ngồi. Lên ngay dạ. Ngồi một chút thôi nha. Trời ơi, bữa nay làm vua sướng quá. Nhìn kỹ nha. Dạ. Bỏ cái chân xuống, coi kỹ nè. Thấy chưa? Thấy. Thấy gì? Chào. Chào ông nội tôi chào. Dướng tay áo rồi nè. Dở ra coi. Thấy cái gì? Dở ra giùm coi. Trời ơi. Ơi. Ai mai cái áo gì mà dài thòn lòn không biết. Lên lại. Lên lại. Nhìn kỹ nha. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Trẫm miễn lễ, khanh thấy bình thân. Tạ ơn hoàng thượng. Giỏi. Ngươi giỡn mặt với ta đó hả? Đi xuống. Xuống hả? Mới lên chút kêu xuống à. Ta hỏi nhà ngươi nè. Dạ. Tại sao giờ hợp hành rồi bá quan văn võ đã hết trơn cái tội rồi? Dạ bữa nay là chung kết giải football, bá quan mắc đi cá độ hết rồi. Hả? Hay chứ bá quan, giỏi chứ bá quan. Giờ hợp hành dám. Ủa sao đi cá độ không rủ ta? Dạ có rồi, nhưng mà lúc đó bệ hạ làm gì off phone rồi. Tại lúc đó ta bắt mừng công chuyện. Nghe ta dặn nè. Dạ. Hôm nay đội nào đấu đội nào vậy? Ta bê bê bất cứ nghe đúng như là San Francisco 49ers. Thôi, người nói ta hiểu ta chết liền á. Nói từ từ. Tampa Bay Buccaneers đụng với lại San Francisco 49ers. Rồi, ta bắt đội San Francisco chấp 3 điểm. Phụng chỉ. Ờ. Dạ, dạ, dạ. Có ai phì gia lâm. Excuse me, my king. Ê. Dạ. Thằng củ khoai lang, cái nhiệm vụ mày nói có mấy chữ mỗi ngày mày không nói xong nữa. Ở đây chứ có hoàng thượng, hoàng hậu với tao là gia lâm thôi. Ê. Dạ không có. Hoàng thượng, hoàng hậu, không có tao. Mày em gái làm được không? Mày hả? Mày là giá trụng á. Mày phải nói là ái phi ghé thăm. Ok. Ái phi ghé thăm. Hôm nay bệ đặt múa cô Thiên Nga dễ chết. Ngày dịch bầu dễ chết. Dạ, tiền thiếp là đắc kỳ, xin nghiêng mình ra mặt bệ hạ. Ôi trời ơi, giọng nói dễ thương hỉ. Trời ơi, dễ thương quá, dễ thương quá. Thôi ta chờ tới giờ chịu không nổi đâu, mình vô nha. Đi múa bệ hạ. Vô trong đi, chờ sáng giờ chịu không nổi là vô. Cho bệ hạ ơi, suốt ngày bệ hạ ăn sushi rồi bào ngư cái bó miệt, trời ơi chịu hết nổi rồi, cho thiếp relax một chút xíu nghe. Bó miệt hẳn boring quá. Thôi chết boring hả? Dạ. À, này quân sư. Dạ. Ta truyền lệnh cho nhà ngươi nha, tổ chức liền một cái chương trình đại nhạc hội ca múa nhạc kịch cái lương hồ quảng tiếu dương hội cho đắc kỹ xem. Để lên bệ hạ ơi. Chuyện gì? Thiếp không có thích nghe music mà cũng không thích coi đăng xịt. Hả? Đăng xịt là gì? Đăng xịt có nghĩa là đăng xinh mà nói cho có vân có điều đó mà. À, đăng xịt là đăng xinh á. À, bây giờ. Bây giờ kỹ muốn cái gì ta chiều cho. Kỹ đó hả? À. Kỹ chỉ thích coi. Còn cái gì ta chiều hết. Coi giết người thôi. Hả?
Được, ta chiều. À nè, quân sư. Dạ. Ngươi lập tức vô tù, đem vài thằng đã chém đầu cho đất kỹ coi chơi. Dạ, trong nhà tù có 999 thằng, chém hết rồi đâu còn ai đợi để chém. Chú cha mẹ ơi, mà có 999 thằng mà làm như là nhiều dữ lắm vậy đó. Cần phải thêm một người nữa mới đủ. À, quân sư, cần phải thêm một người nữa mới đủ. Bởi vì bác sĩ nói là thiếp phải coi 1.000 người chết mới trường sinh bất tử. Nghe chưa quân sư, phải 1.000 người nữa mới trường sinh bất tử. Kỹ. Đắc kỹ ho kiểu gì ngộ vậy? Dạ thiệp ho kiểu này gọi là ho Huế đó. Ngộ lắm. Huế là vậy à? Quân sư. Bây giờ đắc kỹ chắc bị... chết quá. Đừng chết. Quân sư làm sao? Giúp ta đi quân sư. Để thần. Ê? Dạ. Nó hả mẹ tới làm gì vậy? Dạ thần làm hô hấp nhân tạo. Tiếng Mỹ nó kêu là mau tu mau. Chú cha mẹ ơi. Có cái mùi gì mà hẳn khó người quá. Cứ như là mùi cơm hển à. Trời ơi, quân sư. Tại sao sáng sớm ăn cơm hến rồi? Dạ, đó là breakfast của thằng mà. Trời ơi. Dạ. Có hoàng hậu ghé thăm. Trời ơi. Dạ lộn, hoàng hậu Gia Lâm. Tụi chết rồi, tới nữa. Trời ơi, cái bà này không mời mới vô hoài vậy trời. Thần thiếp xin bái kiến hoàng thượng. À, ta miễn lễ. Con tiện tì kia. Không nữa, thấy chưa? Mày thấy chánh cung mày không chào hả mày? Vợ bé phải chào vợ lớn chứ. Trời ơi. Bữa nào vô đi dán tao xé xác mày ra đó mày. Rùa thiếp kia. Thôi. Nhà mùa kia mùa ngón của nhau vô đây, chới tay đôi liền nè. Thôi, có mấy ông thấy không? Có nhiều vợ đâu có sướng đâu. Bởi vì lỡ thôi chứ sao bây giờ, tôi thề nha, kiếp sau only one. Bé hả? Chuyện gì? Cái con trùng tên này nó quá dữ đi, nó hỗn hào với thiếp. Tôi tao biết. Đánh mày trở về nguyên dạng con trùng như mày. Thôi, được. Bé hả? Nè, hoàng hậu. Dạ. Hoàng hậu làm ơn đi về giùm cái. Không. Bé hả, nhìn kỹ cái body của thiếp coi. Hả? Cũng hấp dẫn đâu có cắt được đắc kỹ đâu, gấp triệu lần nó. Mà bệ hạ nở sai mê nó mà bỏ thiếp. Bệ hạ coi nè. Đó bệ hạ thấy không, có khác gì con đắc kỹ đâu. Khác nhiều chứ. Mày chọn quay mày. Thôi vô cái đi trời ơi. Hoàng hậu ơi. Lớn dạ. Tuổi rồi, mày đặt bắt chước đi tưới người mẫu. Người ta người mẫu mình dây. Còn hoàng hậu mình dây mà dây thun ngâm dầu hôi. Cái nợ nó còn quay nhìn đăng nó kỳ quá à. Thôi đừng có đi vậy nha. Cô chê thiếp hoài à. Trời ơi, cô tướng bả kìa. Ta nói thiệt nha, tại hồi xưa đi lính vả quá mới lấy bả. Chứ làm vua sức mấy đừng có mơ. Bậy hạ thiệt là sáng suốt à. Được rồi. Thằng mà quen bà này thằng cũng dám lấy. Ê, cái thằng quân sư kia, ta là chánh cung hoàng hậu mà ngươi dám chê ta hả? Hả? Ngươi chê ta, ngươi có biết ta làm gì không? Ta cắt, quên. Hả? Ta thiến, quên. Ta biến ngươi thành thái giám bây giờ đó. Thôi. Tôi là quân sư của vua mà. Vua nói gì á, tụi tôi phải nói theo cái đó. Vua thích ai á, tụi tôi thương người đó. Mà vua ghét ai á, tụi tôi thù người đó. Ném gì mày là nịnh thần, nó phải thái giám nữa. Quên, không phải là quân sư nữa mày. Không biết nịnh ai cho làm quân sư. Thấy không mày hả? Được rồi. Bè hả ơi, thiệp chỉ muốn có một mình thiệp đứng ở đây thôi. Ta biết. Hoàng hậu về đi, tối trẫm ghé. Không có, tối trẫm tới chơi xì phé. Tối ghé nha. Thằng thiếp thì về. Nhưng mà tao nói mày nghe. Gì vậy? Cái con này nè, mày lộng hành quá, mày coi chừng tao nha mày. Có bữa tao chặt đuôi mày đó mày. Thôi được rồi. Nhưng mà nè, hoàng thượng. Cái gì nữa? Cho hôn miếng đi. Trời ơi. Sao ghen quá vậy? Cho đụng cái đi. Mày không có ghen ngược với tao như mày. Thôi được rồi, hung đại cái về đi bà. Ừ.
Trời ơi, tao lâu có được hôn chồng cái đã quá trời luôn á. Trời ơi, mai là không ăn gì, ăn gì ốc ra hết á. Nó cho ho nữa, thôi chết rồi. Rửa mà bê hạ hứa với thiệp là không đụng với cái con mù già đó. Ta đâu có đụng đâu, ba đụng ta, ta đâu có đụng đâu. Trời ơi, con ba nó mù rùa thiệp suốt ngày á. Cho chắc thiệp chết, thiệp ho lên có chết. Chắc thiệp chết ba. Trời, con bị chết ở đâu bây giờ trời. Thôi thôi thôi, lên ngay vàng chết cho nó sướng. Ôi Kỳ ơi Kỳ. Ôi nhưng mà bệ hạ ơi, chuyện gì? Khi mà thiệp chết á, bệ hạ nhớ chôn thiệp ở bến Vân Lâu, ái sầu ái tham. Để hồn thiệp bay phàng phật dưới sống hướng núi ngư, mà nghe gió đưa cành trúc lá đà, mà tiếng chuông thiên mù cánh gà chích cân. Chết. Đừng chết à, quân sư, quân sư. Được rồi, là quân sư à. Dạ. Thôi được rồi, ta dặn nhà ngươi á, kiếm cho ta một lão thầy thuốc có chưa? Dạ, thần đã đăng quảng cáo cho một rau giặt trên đài Lý Đô Sài Gòn rồi. Rồi. Tiền quảng cáo hơi nặng mà kết quả đó nha bệ hạ. Có không? Có một vị danh y đã gửi resume tới rồi. Rồi. Tự xưng là đệ nhất danh y chuyên chữa trị các loại bệnh ho. Trời ơi, bây giờ đâu rồi còn không mau mời vô? Ông đang đứng hút thuốc lào ngoài patio đó. Trời đất ơi, trị bệnh ho hút thuốc lào. Bây giờ ngươi lo chuẩn bị giùm ta cái nha. Dạ. Ta đưa đất Kỷ vào Kỷ. Kỷ ơi Kỷ. Kỷ vô Kỷ giùm ta cái đi Kỷ ơi. Thiếp mệt quá. Chắc lên con ho nữa. Phải ho kiểu gì nữa đây? Ho nỉ là ho Nha Trang chứ chưa tại Huế. Ơi, ho Nha Trang với Huế nữa trời ơi. Bây giờ làm sao bây giờ? Lẹ lẹ nè. Nghe ta hỏi nè. Dạ. Cái lão thầy thuốc này á có nổi tiếng không? Dạ nổi tiếng chứ. Quê ổng ở Bạc Liêu á. Họ Tiêu tên Tán Đường. Trời ơi, thầy thuốc tên Tiêu Tán Đường. Hơi lạ. Mời vô. Dạ. Truyền Tiêu Lương Y vào. Và đâu y sĩ Tiêu Tán Đường xin bái kiến thánh thượng. Quân sư. Dạ. Có kêu lộn không? Dạ đâu có. Thầy thuốc sẽ mặc vô đảng vậy. Để ta hỏi. Nè tên kia, nhà ngươi có phải là Lương Y không? Dạ muôn tâu, thần đã tốt nghiệp y khoa tại Đại học Berkeley San Francisco và đã từng làm phó giám đốc bệnh viện Từ Dũ ạ. Nè Tiểu Tăng Muối. Đường Muối lúc là xem. Ta cho người biết, đệ nhất ái phi của hoàng thượng đây là Đắc Kỷ, bệnh ho đã 3 năm không ai chữa nổi. Ngươi liệu có đủ sức không nhỉ? Muôn tâu tại hạ đủ sức chứ. Tại hạ chưa bao giờ chữa cho ai mà phải kéo dài 1 năm cả, tối đa là 6 tháng. Hả? You guarantee sick mân hết bệnh. Muôn tâu đúng ạ. Là vì Khổng Tử có dạy, đau lâu thì tốn thuốc. Thần chữa cho ai mà 6 tháng không khỏi thì thần cho nó uống thuốc độc cho nó chết mẹ à. Đi cho rồi. Nè, ngươi nói cái gì? Nhà ngươi có thuốc độc bí truyền hả? Dạ, có. Dạ, thần có một loại thuốc độc gia truyền cực mạnh, chỉ cần uống vào một giọt thôi là không có cách gì cứu chữa nổi. Ai vô xúa? Dạ xúa, thần cho thằng em vợ thần uống rồi. Really? Dạ. Nè, vậy thì hay lắm. Ta cần một loại thuốc độc cực mạnh. Muôn tâu bệ hạ, thần có 2 loại. Loại thứ nhất, uống vào một phát là chết ngay, chết không kịp viết di chúc. Còn loại thứ hai, khi uống vào rồi thì sẽ chết một cách từ từ. Chết tăm, chết tối, chết tức, chết tưởi, chết tàn, chết tạng. Bệ hạ muốn uống loại nào? Ta muốn uống loại thứ hai. Không phải. Ta muốn cho hoàng hậu uống loại thứ hai, vì ta muốn cho bà ta chết từ từ. Chết tối, chết tâm, chết tức, chết tưởi, chết tàn, chết. Người uống rồi hả? Dạ đâu có, tưởng tượng thôi. Tôi tưởng tượng thôi. Nè. Dạ muôn tâu bệ hạ, hoàng hậu tức là vợ lớn của bệ hạ đó. Đúng vậy. Vì sách thánh hiền có câu: nhân bất học bất tri lý, ấu bất học lão hà dĩ, có nghĩa là có vợ bé để vợ lớn làm mắm á. Câu này nghe quen quen. Con mới nói cũ đó bệ hạ. Đúng vậy. Dạ muốn tao như vậy là bệ hạ muốn thần đưa hoàng hậu về bên kia thế giới. Đúng vậy. Ngươi làm được không? Nếu như làm được, ta sẽ tổng thưởng cho nhà ngươi. Dạ tôi thưởng gì? Tặng ngươi bà vợ lớn. Không. Trời ơi, ta sợ bà quá, ta quên. Dạ. Ta tổng thưởng cho ngươi Chu Di Tam Tộc. Ê. Lộn, quên. Ta giết người quen rồi.
tặng thưởng cho ngươi 10.000 đô la. Ôi, 10.000 thì cheap quá. Cái gì? Không có sao, cái tiền bạc là chuyện nhỏ. Không có tiền thần không làm. Là vì muôn tâu bệ hạ, thuốc của thần uống vào là phải chết. Đúng vậy. Nên là thần mới mở cái tiệm thuốc lấy tên là Phạc Ma Si Tiêu Tán Đường đó. Hay lắm, hay lắm. Nè, Tiêu Sát Thủ. Dạ. Ngươi nên nhớ kỹ, âm mưu giết hoàng hậu á, ngươi phải tuyệt đối giữ kín. Nếu mà lộ ra đó thì ngươi sẽ tiêu diêu nên mười cực lạc. Dạ. Và bệ hạ thì sẽ trở thành hạ bệ đó nghe chưa. Dạ, xin quân sư an tâm. Có cậy mồm thần thần cũng không nói. Ai hỏi mới nói. Không có chết không nói. Quân sư. Dạ. Nghe thầy dặn, 10 ngày nữa là đám dỗ của ta. Hả? Quên lộn, 10 ngày nữa là birthday của ta. Birthday. Ngươi phải lợi dụng thời cơ nhổ một giọt thuốc độc vào ly rượu của hoàng hậu uống. Bả sung lắm, chơi 5 giọt đi. Có không? Vậy chơi nguyên một chai chắc ăn. Nè, cái chuyện này cấm ngươi tiết lộ ra ngoài nha. Nếu như ngươi tiết lộ ra ngoài, ngươi sẽ bị bay đầu, biết chưa? Don't worry, giết người là nghề của thần mà. Hay lắm, đi đi. Nhưng mà chuyện cần thiết bây giờ là phải lo chữa bệnh cho Đắc Kỷ trước cái đã. Ừ. Dạ. Tiêu Doctor, có phải ngươi chuyên trị các bệnh ho không vậy? Dạ đúng vậy. Ho khan, ho xuyễn, ho đờm, ho gà, ho vịt thì thần bảo đảm sẽ trị dứt. Ho Huế chữa được không? Dạ thưa, ho Huế, ho Trung, ho Nam, ho Bắc gì, chuyện nhỏ. Được. Quân sư. Dạ. Ta đợi. Đâu rồi? Nịnh vừa phái nịnh quá khó coi quá. Quen rồi, Bình Hà. Theo ta. Dạ. Ở đó chờ ta nghe không? Bệ hạ chờ em. Bệ hạ, thần thiếp có chuyện muốn bàn riêng với bệ hạ này. Bệ hạ, bệ hạ đâu rồi? Bữa nay mất tiêu rồi. Chắc vô con trộm hoa lao đó nữa rồi. Bệ hạ. Ê, ho kiểu này là bệnh xa rồi. Chắc mới đi du lịch Hồng Kông vậy. Mời nàng ngồi để ta bắt mạch cho nàng. Cái mạch nàng ném về bị liệt rồi, chờ ra đi. Ta biết rồi, cái bệnh ho của nàng là do ăn quá nhiều bưởi Biên Hòa. Ngươi là ai? Ta là Đông Y Sĩ Tiêu Tán Đường, thánh thượng cho mời ta vào đây để chữa bệnh cho Đắc Kỷ. Ê, ngươi biết ta là ai không? Ta là... Là Đắc Kỷ, là đệ nhất ái phi của vua chứ gì. Ai nói với ngươi ta là Đắc Kỷ? Khỏi ai nói, nghe ho là cũng biết rồi, nhưng mà ta có một cái điều lạ. Là ta nghe đồn Đắc Kỷ có một cái vẻ đẹp chim sa cá lặn chứ. Ngờ đâu hoàng thượng lại đi thương cái người cơm chiên cá mặn thế này. Thằng lang râu kia, ngươi vô chỗ này mà ngươi dám chê ta hả? Vậy là ngươi tới số rồi. À, xin nương nương đừng có nóng. Người đẹp mà được vua mê thì đâu có gì đáng nói. Người như nương nương mà vua mê thì mới là lạ chứ. À, nhưng mà thưa nương nương. Gì? À, ta sẽ báo cho nương nương một tin mừng. Nhưng mà nương nương phải giữ bí mật nha. Nhưng mà phải thưởng cho ta mới nói. Tin gì? Ta hứa ta thí cho ngươi 50 lạng vàng. Nhưng mà tin gì? Nói. Hoàng thượng vừa nhờ ta bỏ thuốc độc để giết Chánh Cung Hoàng. Hả? Giết ta? Giết nàng làm cái mẹ gì? Giết Chánh Cung Hoàng hậu để đưa nàng lên làm tranh thất. Rồi ngươi có nhận lời giết ta? Giết hoàng hậu không vậy? Có chứ. Vua cho ta tới 10.000 đô mà. Nhưng mà dẫu không cho tiền ta cũng vẫn làm. Là vì ta muốn giết để ta thử cái loại thuốc độc ta mới chế ra coi có công hiệu hay không thôi. Rồi ngươi tính khi nào ngươi ra tay vậy? 10 ngày nữa. 10 ngày nữa thôi. 10 ngày nữa là ngày sinh nhật của vua. Lúc đó bá quan văn võ ở triều đình đều đến để dự tiệc chúc thọ cho vua. Lúc đó ta sẽ lấy thuốc độc đưa cho quân sư bỏ vào ly rượu của hoàng hậu. Nhưng ta nói cho nàng nghe, thuốc của ta uống vào không có chết ngay đâu. Uống vào thì phải đau đớn quằn quại 2 ngày sau mới chết. Người ta kêu đó là chết thảm. 10 ngày nữa thôi à trời. Còn có 10 ngày nữa thôi. Ta phải đề phòng. Ta có để con Đắc Kỷ nham hiểm nó giết ta được. Ta phải đề phòng. Kìa.
Đã bảo là vua giết hoàng hậu, giết nàng làm cái quỷ gì mà đề biết phòng. Ủa sao nói nhỏ xíu mà thằng này nó nghe được hay gì? Dạ. Thánh thượng Gia Lâm. Nữa, bà tới nữa. Không mời bà tới hoài vậy trời. Khổ quá à, hoàng hậu à. Ta ra lệnh cho hoàng hậu lui vào hậu cung dùng tan cái đi. Tiện thiếp lui liền. Trời, làm ơn cái để ta làm việc mà. Tiếp lui liền. Đi đi. Nhưng mà bé hả? Gì nữa? Cho hôn cái nữa được không? Hôn hoài. Nó không có được ghen ngược hết nha. Trời, nó theo bé hả tò tò à. Thôi nói nhiều quá, hôn cái đi. Thôi. Gì? Trời ơi. Đã quá trời luôn. Muốn tao bé hả chết mẹ rồi, đây là tránh ngu hoàng hậu sao? Được rồi. Vậy nhà ngươi tưởng là ai? Môn tao thần tượng là Đắc Kỷ. Trời! Là hai người họ giống nhau quá, thành làm sao mà nhận ra được. Trời ơi, tướng bà đó, ngươi tưởng Đắc Kỷ. Bà có nước Đắc Kẹo thì có. Thôi tao xin mời nước nữa. Qua. Chảnh ra đi, suốt ngày con bù già đúng không? Tay cổ không? Thôi ngồi đi. Lo dùm ta nha. Dạ. Khoan! Nam nữ thọ thọ bất thân. Cánh tay ngà ngọc của nương nương không nên đặt trên cái đùi nhăn nheo của lão già này. Nhưng ngươi muốn đặt nó ở chỗ mô. Dạ, đặt ở đây. Chú cha đông được ta mỏi tay quá mệt quá. Ê, dạ không phải như này, trên này. Bình tĩnh ta ra rắn rồi ý gì? Ta hỏi là bình tĩnh ta ra rắn rồi. Nhà ngươi hút thuốc lào hôi quá. Ta nói nhà ngươi hút thuốc lào hôi quá. Chết con mẹ. Đã môn đâu đánh đường. Chi nguy thậm chí nguy ạ. Bệnh tình của nương nương đã quá trầm trọng rồi. Mà cứ để như thế này thì thần bảo đảm một tháng nữa nương nương sẽ đứng tim mà chết. Chứ tôi chết vậy gì? What can I do? Du đu được không? Dạ thật du được. Đu dùm ta trước đi. Đu đi. Dạ môn tao thần phải cần một cái bài thuốc đặc biệt gọi là trái tim phá lấu á. Trời ơi, tim gì? Tim gà, tim heo, tim rồng, tim phụng, tim gì? Nói mau đi. Nói. Dạ không, hạ thần cần tim người ạ. Cái gì? Trời ơi, cần tim người hả? Dạ. Trời ơi, bao nhiêu người chém chết hết rồi còn lấy đâu ra nữa trời. Bây giờ lấy đâu ra bây giờ? Dạ. Có hoàng thúc tỷ can ghé chơi. Trời ơi, có tim rồi hả? Có tim rồi, quân sứ thông minh quá. Nào, mời hoàng thúc tỷ can vào. Mời hoàng thúc tỷ can vào. Thần tỷ can bái kiến hoàng thượng. Vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. Miễn. Ủa sao ta nghe tiếng mà không thấy người? Quân sư. Dạ. Tăng thêm ánh sáng. Quân lệnh. Thấy rồi. Quân sư, dẹp đi. Trời ơi, hoàng thúc. Dạ, có thần. Hoàng thúc đi đâu mà sao đen thui vậy? Dạ, thần mới đi phơi nắng ở Florida về. Trời ơi, đã đen rồi đi then. Trời ơi. Nương ơi, đây là chú ruột của vua sao? Đó. Sao thần nghi quá, sao vua thì đẹp trai trắng trẻo như thế kia mà sao ông chú gì mà nước chú ruột gì mà nước da đen hơn OJ Simpson vậy? Ê, cái tên lang băm kia, người thắc mắc tại sao ta đen thui còn hoàng thượng thì trắng hả? Chế linh đẻ con cũng trắng vậy. Nè, ta nói cho ngươi biết, ta không những là chú ruột của vua mà ta còn như cha của vua kia chưa. Ôi, chứ cái hẳn đồ kìa, chủ vua mà chưa ai công nhận mà đòi làm tới cha vua, nọ vừa thì cha ơi. Còn cái con, hồ ly tinh kia, con hồ ly tinh hoa lao. Người có thấy đôi bàn tay này không? Thấy rồi, bàn tay năm ngón chủ vẫn đen thui. À ha, mà đen thiệt. Nhưng đôi bàn tay này đã từng chăm sóc vua, tắm rửa thay tã cho vua, cắt rốn cho vua. Hả? Thì ra hoàng thúc là người cắt rốn cho ta hả? Dạ thưa hoàng thượng, đúng như vậy. Trời ơi, hèn chi chúng ta bị lồi. Một khúc luôn vậy á. Hoàng thúc ơi,
hôm nay hoàng thúc tới đây có chuyện gì không vậy? Thần đến để khuyên can hoàng thượng đây. Ừ, bệ hạ, sao ông này tối ngày ông cứ can mày vậy? Ngươi không biết ông tên gì hả? Dạ tỷ can. Ờ, can một tỷ. Gặp mặt là can ngạc quà có gì. Nè, hoàng thúc ơi, sao ông rảnh quá vậy? Tôi là quân sư nè, mà từ đó giờ á, tôi chỉ biết nhắm mắt làm theo ý vua thôi, không bao giờ mà can vua hết trơn á. Can chi, ngu sao can. Nè, những đứa gian thần như ngươi, hoặc những đứa chuyên môn đào mỏ như con đắc kỷ hoa lao. Trời ơi, thôi hoàng thúc ơi, đừng nói. Gần vua ngày nào chỉ hai triều đình ngày đó mà thôi. Thế à, thấy chưa? Trời ơi, hẳn rùa thiệp kia. Ôi, đẹp thiệp chết chết rồi, đem mừng cái vai đâm đầu chết, thiệp chết. Ngươi chết là đáng rồi, bởi vì kiếp ngươi là kiếp tròn. Ôi, chánh cung hoàng hậu là bậc mẫu nghi thiên hạ, tài sắc song toàn, mà bị vua phế bỏ là cũng tại vì cái con đắc kỷ hoa lao ngươi. Trời oan ông cho thiếp quá, bệ hạ coi nè, thiếp liều yếu đào tớ như rí mà nói là con chôn là phải vì đó đó đó, phải như cái tính cái tính cái tính cái lao cái chữ này mà đó đó phải là con chôn chữ đó. Kỳ ơi kỳ, kỳ giống chồn quá. Thì em là chồn như con chi nữa. Hả? Em là người, trời đất ơi, em bị nhục nhã quá. Chắc em chết, em lên đó. Em không được, thôi lại lên ngai vàng chết cho hắn sướng nữa rồi. Bây giờ, nè nè nè. Bà ơi, khi mà thiếp chết á, nhớ khắc cái dòng chữ này lên bia mộ của thiếp nghe. Là toàn thể dân chúng vô cùng thương thiếp, công tăng tốn nữ đắc kỳ chết. Đừng chết kỹ ơi. Nè, lương ý. Thôi, bây giờ lương ý. Bây giờ phải làm sao bây giờ, cứu ta mau đi lẹ lên. Dạ, môn tàu thần cần gấp cái tim người để làm thuốc cho nương nương ạ. Trời, nhưng mà bây giờ lấy ở đâu ra tim người đi hả? Bệ hạ. Cái gì? Tại sao không giết hoàng thúc tỷ càng để lấy tim trị bệnh hả? Đúng rồi, bệ hạ ơi, thiếp muốn chim hoàng thúc. Cái gì? Thiếp muốn chim hoàng thúc. Muốn gì? Muốn chim. Muốn tim. Muốn chim. Nói rõ, ta tưởng đâu muốn cái kia. Trời. Nè, bây giờ làm sao? Bây giờ. Ê. Hả? Nhưng mà ổng đen quá, tim ổng có chất bổ không? Bé không bị chết cái chi mà càng đen hẳn càng bồ. Thuốc bắt người ta hâm gà đen không vì hẳn bồ, mà gà đen là gà ác đỏ. Đúng rồi hả? Vậy à? Dạ. Vậy thì người đen là người ác. Người ác để làm chi? Giết phước cho rồi. Đúng vậy. Quân sư, dạ. Ta ra lệnh cho và phải mau lấy tim của hoàng thúc làm thuốc cho đắc kỷ uống. Lẹ lên. Dạ, bệ hạ ra lệnh cho con. Ờ. Dạ. Bậy đâu? Đem tỷ ca và thuốc ra lò sát sinh. Ta chết cũng chả tiếc gì thật. Chỉ tiếc hoàng thượng âm mưu giết chánh cung hoàng hậu, thì ngày tàn của hoàng thượng cũng sắp đến rồi. Hả? Quân sư. Dạ. Tại sao cái chuyện âm mưu giết hoàng hậu chỉ mình ta với ngươi biết thôi? Tại sao có lão hoàng thúc để biết vậy? Dạ thằng tôi có biết. Là ai nói? Là ai nói? Ai nói? Bệ hạ. Không mời mà tới nữa hoài à. Trời ơi. Bệ hạ nở lòng nào mê nếu mà bệ hạ thuốc độc thần thiếp vậy? Không có. Ủa? Thiếp miết hết trơn rồi. Ngày bến đê của bệ hạ, bệ hạ cho người bỏ thuốc độc vô rượu cho thiếp uống cho thiếp chết phải không? Thiếp chết phải không? Nhưng mà cái chuyện này ai nói cho hoàng hậu nghe vậy? Ai nói cho hoàng hậu nghe vậy? Thằng cha thầy thuốc tiêu tấn đường đã nói cho thiếp nghe nữa. Hay chứ, cái lão lang băm giỏi, chứ cái lão lang băm. Quân sư, dạ. Tha chết cho hoàng thúc, hãy lấy tim của gã lang băm này làm thuốc đắc kỷ uống. Tuân lệnh. Dạ, muốn sao bệ hạ, tim đen mới bỏ chứ. Ngươi còn đen là thằng trả nữa. Quân sư, thi hành. Tuân lệnh. Chết rồi, bố mẹ ơi, cái tên tiêu tán đường nó hại con rồi. Cái gì vậy? Lộn rồi. Vậy là cái gì đây? Không phải tim. Vậy là cái gì? Ruột da. Sugoi Fukuidan hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Mẹ
Em ơi, em cứ tin anh đi. Anh không phải là loại người nổ đâu em. Trung tâm của anh tuy mới mà khác với những trung tâm khác. Em biết không, anh là người làm ăn có tính toán, có đầu óc. Anh biết, anh biết. Những trung tâm khác họ làm một cuộn video tốn độ khoảng chừng 300-400 ngàn. Anh biết điều đó. Nhưng mà 300-400 ngàn đối với anh là đồ bỏ, có làm sao được. Nội cái tiền ánh sáng của anh không là anh cũng phải đã trả đến 300 ngàn rồi. Khiêm tốn mà nói với em, cái cuộn video này của anh mà đã thành đó, là phải bạc triệu em ạ. Là phải bạc triệu. Em bỏ bên đó đi, em bỏ bên đó về hát độc quyền cho anh ở bên này. Anh sẽ trả các xe em gấp đôi. Ồ em đừng lo, em đừng lo. Đã lên video của anh rồi thì là người xấu cũng trở thành đẹp thôi. Và người đẹp mà lên video của anh thì lại trở thành tuyệt vời. Em ơi em nên nhớ như thế này. Ca sĩ đó thì nó chỉ có một thời thôi. Mà nhất là thời con gái nữa. Em biết bây giờ em đang ăn khách nè. Em thấy cơ hội nào nó tốt là em phải chộp lấy liền. Oh no 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 no. Anh van em, anh can em, anh xin em. Giờ phút này em còn nghĩ tình cảm, tình nghĩa gì nữa em. Anh bảo đảm với em, cuốn video này của anh mà ra rồi đấy, những trung tâm khác sẽ dẹp tiệm đi bán phở hết. Ok em, ok. Có gì nhớ page anh nhá. Ok em, see you, bye. Chưa sản xuất được một cuốn nào mà tại sao lại cứ bill đòi nợ thế này. Alo, trung tâm băng nhạc Trầm Luân đây, tổng giám đốc Đoàn Hùng Hậu nghe đây. Anh hả? Anh lại lấy cái credit card của em đó phải không? Nhà không còn đồng bạc nào đó, chỉ có mỗi cái credit card đó để dành khi khẩn cấp anh cũng mang đi nữa. Anh đi đâu mà đi tối ngày vậy? Không có ngó nhà gì đến em với mấy con hết đó. Mấy tháng rồi, ngày nào cũng đi, đi từ sáng cho tới nửa đêm. Dẹp cái trung tâm băng nhạc đi, trở về ngày cũ làm ăn cái đàng hoàng. Em chán cái tờ mượn đồ heo nấu cháo của anh lắm rồi. Em ơi, em bình tĩnh, em nghe anh nói nè. Không lý cả cuộc đời anh cứ ngày thường đi bưng phở rồi cuối tuần đi bán chợ trời sao em? Em chờ anh đi. Chuyến này anh quyết định anh làm một vố lớn. Anh sẽ kêu gọi khổ phần. Nhé. Thì lúc đó mình dùng tiền của thiên hạ chứ mình có dùng tiền của mình đâu. Nhưng mà em biết á, hiện tại bây giờ là anh đang dụ một số ca sĩ này. Anh dụ được một số ca sĩ nổi tiếng trong tay của anh rồi thì lúc đó thiên hạ sẽ bỏ tiền ra cho mình quay em ơi. Một đồng vốn 45 đồng lời, ai mà không bỏ tiền cho mình quay chứ em. Em dành một tháng nữa đó mà không xong cái cuốn video đó thì quay về bán bánh cuốn. Vợ với con chán quá, chán quá. Một người vợ không có chí. Alo, trung tâm băng nhạc Trầm Luân, Đoàn Hùng Hậu nghe đây. Ôi xin lỗi, ai đầu dây đó? Ô, Thu Thủy. Anh nhớ, nhớ rồi. Có, tôi có nhận được thơ này, hình ảnh của cô với quà tặng nữa. Cảm ơn nhiều lắm, thank you very much. Trời ơi, xấu như dọa sao mà đòi làm ca sĩ này trời. Alo, à, cô nói sao? Cô ơi, cô đừng nói vậy. Xấu hay đẹp không thành vấn đề. Trung tâm băng nhạc Trầm Luân của chúng tôi chủ yếu là về nghệ thuật. Chúng tôi chỉ cần cái giọng mà thôi. Cô có nhớ cô Thanh Xuân Hoa Hậu Áo Tắm năm 98 không? Cô ta đẹp hết chỗ nói, đẹp tuyệt vời. Cô ta đến đây năn nỉ tôi xin hát. Nhưng mà tôi từ chối thẳng. Tôi đã giặt cho cô nghe chứ bây giờ nếu mà có đưa cho tôi 10 ngàn mà nói là để hát bè tôi cũng không chịu nữa. Chúng tôi là đặt nghệ thuật lên trên hết. Tôi không thể nào phản bội lại lòng tin của khán giả được cả cô ạ. Xấu hay đẹp, tôi đã nhắc cho cô biết không thành vấn đề. Đẹp cũng vứt đi, nếu không có giọng. Chờ ông giám đốc. Mời ngồi. Bận quá rồi thầy. Bận lắm, mời. Dạ. Mời ngồi nha, mời.
Cô đây là dạ cháu là Kim Hở. Kim dạ Kim Hở. Kim Hải dạ. À nhớ rồi. Bữa thứ sáu tuần trước thì cháu có gọi điện thoại nói chuyện với làm giám đốc đó. Như thế này nha. Dạ. Mình đã là nghệ sĩ rồi. Dạ. Thì là mình làm một đại gia đình rồi. Dạ. Nên mình nên kêu nhau bằng anh em. Dạ. Em thấy anh nhìn ngó 50 đây là 40, nhưng mà những cô ca sĩ 17, 18 tuổi vẫn gọi anh bằng anh em. Anh cái tính anh là bình dân lắm. Gọi như vậy cho nó thân mật với lại nó hợp cái tác phong nghệ sĩ hơn. Dạ. Dạ cảm ơn anh. Nhưng mà em thì em cũng nói thiệt với anh là hồi em á thì em mơ cái mộng em á mà mơ là một ca sĩ á, thì hồi xíu á. Nhưng mà ba má em á thì khổ nổi ổng cứ nói đó là em á không có dạng. Cái gì? Em nói không là, có gì. Mi là mi không có dạng, cái dạng mi là dạng hot không có được. À không có dạng, không có dạng. À. Dạng mi là chỉ có đi rô mì quảng nè, đi bón bánh một lạc, bón bánh tròn. Thì nghe hợp lý hơn. Bánh gì? Bánh tròn, đó, núa rứa đó. Bánh tráng. Dạ, núa rứa đó rồi, em cũng thất vọng. Em không biết hồ môn mà có cơ hội để tới đây làm ca sĩ. Thì trừ em cứ nghe thấy đang cái trung tâm ban nhạc đang bố tuyển lựa ca sĩ. Thì em tới đây, tới đệ đó không biết có được không. Xin giám đốc giúp giùm em. Em nói như thế là ba mẹ em không hiểu gì về đó, ban nghề. Đó, anh thấy chưa, đứa đó em không hiểu gì về ban nghề cả. Em biết đó, với người khác đó thì người ta cần phải có giọng, người ta cần phải biết nhạc lý. Nhưng với em thì em đâu có cần, em thiệt không cần. Anh thật. Nói thiệt hả? Anh nói thật. Đứa thì em mừng. Trời ban cho em có một cái body như thế này là đủ rồi. Em không, em không cần giọng gì nữa. Dạ, rất cảm ơn anh. Anh đứa thì anh nghe núa rứa đó em cũng mừng lắm. Nhưng mà vì em hồi mố trừ em chưa có hot bao giờ hết trơn á, nhưng trừ đứa khán giả là em sợ kinh lắm. Dạ. Em đừng lo chuyện đó. Anh sẽ mang kinh nghiệm của anh ra anh chỉ cho em. Anh nói thiệt hả? Anh cho em một cái thí dụ rất là dễ hiểu. Một thí dụ rất là nhẹ nhàng. Anh thí dụ cho em bây giờ nè. Nếu bây giờ anh cầm tay em, lần đầu tiên như vậy em có run không? Dạ run lắm. Anh sẽ tiếp tục anh cầm tay em. Và anh làm nhiều cử chỉ thân thiện nữa. Đó. Thì em sẽ hết run chứ gì, đúng không? Đó. Thì đến lúc đó là em ngồi trước mặt anh cũng như ngồi trước mặt khán giả thôi. Em không phải lo. Nhưng mà em ở gần đây hay là em ở đâu? Đâu có đâu, em ở xa lắm. Em ở Túc ở bên Sa Corona lặng. Dạ, ở đâu, qua, ở đâu? Ở Sa Corona đó anh biết không? Ồ, Sa Carolina. Dạ, em qua đây rồi em ở nhờ nhà người bọn. Rồi mướn xe em lấy tới đây gặp anh. Như thế thì bất tiện lắm em ơi. Chứ em biết cái nghề ca sĩ đó. Dạ. Người ta thường nói là hoa nở về đêm mà. Thế không, có nhiều khi em phải đi thâu băng đến 3-4 giờ sáng. Rồi có nhiều khi em phải đi làm việc riêng với anh, thậm chí trắng đêm luôn. Đúng không? Anh... Rồi em đi về nhà người ta như vậy thì phiền lắm. Anh nghĩ như thế này. Anh sẽ mướn hotel cho em ở nhé. Anh nói thiệt hả? Anh nói thật. Rồi anh sẽ làm tài xế đưa em đi đây đi đó. Rồi nếu em cần thì em cứ lấy cái xe Honda của anh em đi. Anh đã gọi dealer anh đổi cái Mercedes Convertible rồi mà em thấy em công việc bề bộn quá anh không có thời giờ anh đi. Châu cho nghe anh nói chuyện dễ thương quá mà. Em rứa mà em nghe cũng nói là mấy thằng cho trung tâm ban nhọt á là phách lối rồi khinh người rồi dê đủ thứ hết trơn. Em sợ kinh lắm. Ai thì sao chứ anh không phải như vậy em ạ. Em biết nhà báo ở bên này người ta đã chửi anh là cái thằng nói dốc nói xạo. Cho nên em biết không, cái lúc mà vợ anh còn sống mà buồn lắm. Vợ anh chết rồi hả anh? Ồ, tội nghiệp quá. Thế thì ra mà chết cho anh. Tại vì vợ anh đi câu với mấy người bạn của bà. Đi câu biển á. Rồi lúc bà câu được con cá đó, bà cúi xuống bà vớt con cá lên thì cái nón polo của bà rớt. Rồi bà vừa cúi xuống như thế này, con cá mập từ dưới lên nó vồ nguyên con. Alo. Anh đó hả? Tối về nhớ mua cho con thùng tả nha. Ok, bye. Em với anh rứa. Mày còn mẹ hàng xóm đó mà. Phiền hà lắm em ạ. Chứ chỉ bị vô đó là anh có thấy mẹ con cái nữa không? À không lắm. Tại vì cái lúc đó anh thấy bà rớt xuống như vậy là anh cũng cúi xuống anh nha. Anh ngồi trên đây là anh đâu có thấy được bà. Nhưng mà em ạ, cái chuyện nó cũng đã lâu rồi. Chứ cũng đã mười mấy hôm rồi. À không, mười mấy năm rồi.
Anh thì anh chủ trương lúc nào là cũng muốn quên đi tình yêu cũ. Anh phải sống với thực tế chứ. Em thấy một cái trung tâm băng nhạc lớn như thế này nó đè nặng lên hai vai anh. Dạ. Đúng không? Anh nói rứa thì em nghe cũng cũng đúng. Dạ. Nhưng mà ủa, hồi nãy anh nói là anh mướn hotel cho em ở hả? Em ở một mình hả? Thôi em không dám ở đâu, em sợ lắm. Ủa tại sao? Tại em nghe núi Ban Ni hả là mấy hotel là toàn là moa không mà. Cái gì? Moa đen, moa tráng rồi đủ thứ moa hết, em không dám ở đâu. Em sợ lắm. Ủa? Bộ em tưởng là anh mướn hotel cho em ở một mình à? Trên núi Ràng. Anh không bao giờ muốn em lên vào cái cảnh sáng mai thức giấc nhìn quanh một mình. Anh sẽ tình nguyện ở với em. Thiệt hả anh? Anh nói thiệt anh hả? Anh sẽ tình nguyện anh ở với em cho em khỏi sợ ma. Ồ, em yên chí. Dạ, cảm ơn anh. Đứa thôi, đứa thì trừ em đi trả xe. Rồi em đóng xe tới đây gặp anh nghe. Dạ. Nhưng mà em nhớ như thế này nè. Trong cái thời gian em ở đây đó. Dạ. Nhá. Em nhớ sắp xếp thời gian càng nhiều càng tốt đến gặp riêng anh. Dạ. Có thế em mới mau tiến bộ. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, đứa thôi trừ em đi nghe. Dạ. Nhớ nha. Mà khoan nè. Có gì, đây là cái business card của anh, có gì em cứ gọi cho anh nhá. Ủa? Cái này đâu phải, cái này là trung tâm chỗ chia tiệm cầm đồ mà. Đây, đằng sau nhá, đây số 1 này đằng sau nhá. Dạ, em dạ, nhớ tới anh, nhá. Dạ. Yes. Không mở trung tâm thì làm sao chốt được mấy em này. Yes. Alo. Alo. Ông Đoàn Hùng Hậu có đó không? Đoàn Hùng Hậu nghe đấy, ai đó? Thì em Jack Lynn đây. Ông tới lấy đồ đi. Bỏ giặt cả 3 tháng không chịu lấy. Tôi nhắc cho ông lần cuối cùng, ông không lấy là đem bán ra ra sale hết bây giờ. Ồ, xin lỗi nha, tại mới đi Hawaii quay phim về. Tí nữa tôi sẽ tới lấy. Xin lỗi, bao nhiêu tiền vậy? 95 đồng. Nhưng dứt khoát là ông phải trả tiền mặt đấy nha. Lần trước có 31 đồng mà cũng ký chứ bao nữa. Ủa? Sao kỳ vậy? Trung tâm Trầm Luân chúng tôi không bao giờ ký check bao cả. Ơi, có vài chục đồng bạc mà cũng làm như dữ vậy. Thiếu nợ mà cứ đòi hoài, ai dám thiếu? Bực mình, không ra gì. Quá chán. Dạ, em xin kính chào giám đốc. Đi đâu đây chú? Dạ, em có đọc báo thấy trung tâm Trầm Ca, dạ Trầm Luân có tuyển lựa. Có. Dạ. Trung tâm của tôi có tuyển ca sĩ thật. Dạ. Nhưng mà tuyển đô vật là võ đường ở bên khu bên kia nhá, mời chú nhá. Ủa đâu có giám đốc, em là ca sĩ. Em là ca sĩ local nổi tiếng giám đốc. Dạ. Em có đọc báo thấy trung tâm Trầm Luân tuyển lựa ca sĩ để quay video giám đốc. Em xin được đóng góp. Dạng này mà là ca sĩ sao? Dạ ca sĩ giám đốc. Trời, giám đốc biết không giám đốc? Giám đốc mà quay em ấy nghe giám đốc. Giám đốc đỡ tốn cảnh lắm giám đốc. Tại sao? Dạ là nó vậy nè giám đốc, mắt kia cái ống kính có nhiêu đây mà tướng em thì nhiêu đây đó. Giám đốc thấy chưa? Bởi vì đâu có cần phải quay cảnh chi cho tốn tiền trung tâm nữa giám đốc thấy không? Nhưng mà chú chuyên hát về là nhạc gì? Hơi rất đúng. Hơi rất này. Hay là mời bài ruột của em hay giám đốc. Bài ruột của em nha. Dạ bài ruột của em á là vũ nữ thân gay hay khoảng 400 pound thôi. Dạ đúng yeah. Đúng giám đốc. Em mới có 399 pound giám đốc. Dạ với lại giám đốc thông cảm cho em ở từ xa tới làm giám đốc. Em từng ở bên đâu? Pháp làm giám đốc. Bên Pháp qua đây. Paris you know. Oui. Paris. Oui. Yes. Giám đốc thấy không? Với lại em lỡ hứa với con bồ của em rồi giám đốc. Em hứa với con bồ em là một khi ra đi là phải mã đáo thành công. Giám đốc thấy không? Bởi vì mình người đàn ông mà giám đốc. Đàn ông mình đừng bao giờ hất hứa với đàn bà. Có chứ. Dạ, bởi vì một khi đi là không trở lại. Và giám đốc thông cảm cho em thử giọng hôm nay giám đốc. Chú mày mà cũng có người yêu sao? Dạ có người yêu giám đốc. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay em được 53, em 35 tuổi giám đốc. Trên 30 rồi thì hát làm cái gì nữa?
Dạ giám đốc thông cảm giùm em giám đốc. Em nuôi cái mộng ca sĩ này từ lâu rồi giám đốc. Hồi em 12 tuổi tới bây giờ mới có cơ hội giám đốc. Giám đốc cho em thử giọng liền giám đốc. Dạ. Thôi được rồi. Dạ. Bây giờ đó, chú đi đâu thì đi đi. Dạ. Ngày mai chú trở lại sẽ có ban nhạc đệm cho chú thử giọng nha. Không cần giám đốc, không cần ban nhạc. Không lý mà tôi đệm cho chú. Dạ không. Nhưng mà cho hỏi cái này. Dạ. Nhưng mà chú chuyên hát loại nhạc nào? Dạ em chuyên hát nhạc tiền chiến giám đốc. Nhạc tiền chiến. Dạ đúng giám đốc. Dạ thí dụ như là bài nào? Dạ như là bài ruột của em nha. Bài ruột. Dạ bài ruột em thường hát nha giám đốc. Mà khán giả yêu cầu em hát tới hát luôn hoài là giám đốc. Là bài nhạc tên là Người Yêu Cô Đơn. Bài Người Yêu Cô Đơn. Dạ đúng giám đốc. Chế đi, cái bài đó đâu phải là nhạc tiền chiến đâu. Cái nhạc tiền chiến là người ta hát trước khi người ta đi lính. Đúng không? Lúc mà người ta còn là dân sự đó. Dạ đúng. Đây là cái nhạc tiền chiến là phải như thế này. Dạ. Thí dụ những bài như là Đừng Sai Em Đêm Nay nè, Trái Tim Còn Trinh, bài Nhẫn Cỏ Cho Em. Dạ. Ê, đó. Bài ruột Nhẫn Cỏ Cho Em là bài ruột của em. À, giám đốc có. Dạ có. Giám đốc cho em thử giọng liền giám đốc. Bài ruột của em. Thôi tôi đã nói chú rồi, thấy chú bay từ bên Pháp qua nó xa. Dạ cảm ơn. Không lý mà bây giờ tôi nói chú lại về lại bên Pháp rồi, khi nào chú xuống được khoảng chừng 200 pound rồi chú quay trở lại thử giọng đi. Giám đốc thông cảm giám đốc, em bay từ xa lắm giám đốc. Tôi hiểu. Dạ. Đi tới đi lui nó bất tiện cho em giám đốc. Tôi hiểu. Dạ. Với lại tốn tiền nữa giám đốc. Ừ. Giám đốc không cho em làm ca sĩ cũng không sao giám đốc. Ồ ra. Dạ, em biết múa, em biết ca, em biết nhảy đầm nữa giám đốc. Có không? Dạ có. Giám đốc biết ca sĩ Nguyễn Hưng không giám đốc? Ai? Ca sĩ Nguyễn Hưng giám đốc. Ca sĩ Nguyễn Hưng à? Nhảy hay lắm mà, nổi tiếng lắm mà. Đây này, mới gọi cho tôi đây này, để tôi coi lại con sao đang xin về đây hát mà để tôi coi lại. Rồi. À. Nhảy cỡ ổng là đối với em á là vứt đi. Ồ thế à? Dạ, em nghe người ta đồn nha giám đốc, ổng là đệ tử em mà. Hả? À? Người ta đồn à? Ổng là đệ tử em. Giám đốc không tin hả? Em làm liền cho đúng không? Ông đốc đứng đi. Em làm liền cho đốc. Đó, em muốn cho giám đốc coi nè. If you want my body, if you think I'm sexy. Thôi. Mời chú ngồi. Em ngồi nhé. Dạ, em. Thế, chú đã đi trình diễn ở đâu bao giờ chưa? Trời ơi, có chứ giám đốc. Ồ. Em đã từng trình diễn hơn 100 show rồi mà tấm nhá. Ồ. Em đã từng làm người mẫu rồi giám đốc. Mày nói giám đốc nghe nha. Làm người mẫu như tụi em á, cực lắm giám đốc ơi. Ủa tại sao? Dạ, em vừa làm người mẫu xong nha, em phải chạy xuống dưới sân khấu, hai quần áo ra để song ca với Như Quỳnh liền mà giám đốc. Ai? Nữ ca sĩ Như Quỳnh giám đốc. Nữ ca sĩ Như Quỳnh. Đúng giám đốc, nói đúng. Cô ta nổi tiếng lắm đấy nha. Đúng giám đốc. Đang xin về đây hát mà để tôi coi lại đã. Vậy hả giám đốc? Trời ơi giám đốc ơi. Cổ năn nỉ em hoài, em đâu có chịu giám đốc. Đó, nhiều khi cổ đưa tiền em vừa đưa tiền vừa năn nỉ, em đâu có chịu. Mà năn nỉ cái gì? Cổ năn nỉ với em á là anh làm ơn anh đừng song ca với em đó, em muốn sao em chịu giám đốc, em đâu có chịu. Em mới bay em hát bài hát liền giám đốc. Nghe không đó. Thế hát song ca với Như Quỳnh bài gì? Dạ bài Trái Tim Không Ngủ Yên giám đốc. Biết Trái Tim Không Ngủ Yên là vậy nè giám đốc. Đó. Ngủ em... mẹ gì được mà ngủ. Đâu ngủ được giám đốc. Em hát bài đó cho giám đốc nghe liền. Nha nghe liền nè. Nếu anh nói anh đã yêu em là thực sự anh đang nói đùa, còn anh nói anh muốn xa em rồi là hình như em đang có bao. Đó. Hay. Dạ, cảm ơn giám đốc. Tôi phải công nhận anh có một cái giọng hát hay. Dạ, một giọng hát vô cùng nặng ký. Dạ cảm ơn giám đốc. Thôi bây giờ như thế này. Dạ. Nếu anh không trở thành ca sĩ cho trung tâm của tôi, dạ, làm sao? Tôi cũng vẫn mướn này. Dạ, vì anh biết cái trung tâm của tôi đó hàng năm tổ chức rất là nhiều show vòng quanh nước Mỹ và nhiều nước trên thế giới lắm. Cho nên là mỗi lần tụi tôi tổ chức show, dạ, tôi sẽ mời anh làm ca sĩ giám đốc, làm gác cửa. Tướng em sang vậy sao gác cửa giám đốc? Sang lắm. Dạ. Thế bây giờ như thế này. Dạ. Bây giờ anh đi đâu thì anh đi nhé. Dạ. Xong là ngày mai đó. Dạ. Anh khỏi trở lại. Dạ. Khi nào cần tôi sẽ gọi anh. Dạ. Nha. Dạ. Ok. Dạ. Ủa vậy là xong rồi hả? Xong rồi bài nhá. Vậy là xong rồi hả? Xong hoàn tất hết rồi. Xong. Dạ. Dạ giám đốc cho em gửi cái càng. Có chuyện gì giám đốc gọi em nha giám đốc. Dạ cái số thì số của bạn gái của thằng em. Em đang ở nhà. Ok được. Giám đốc cứ
cứ gọi em. Ok. Em không cần phải okay, làm ca sĩ. Okay. Không cần làm ca sĩ nha. Okay. Làm cái gì cũng được hết nha. Ok, ok. Dạ. Nghệ thuật là có em nha. Ok, bye bye. Dạ. Một lần. Quá là vui, coi chớp rồi. Quá yêu nghệ thuật. Rồi anh tự bên Pháp mà bay qua bên Tây, anh trình diễn tụi Đức rất khen quá trời em. Ừ, hát lần thứ nhì anh đi Úc, anh hát cái tụi hiền sĩ nó nghe được, nó qua bên Thái Lan nó đồn tên anh liền em. Trời ơi, bởi vậy em. Oh, hi, hi, hi. Đến lâu chưa? Chào giám đốc. Dạ. Sao nó là một đi không trở lại, con tới làm gì con rồi? Dạ, giám đốc không cảm. Chuyện nào hỏi nói. Bây giờ lu bu quá. Dạ. Sáng nay thì cô thư ký gọi lại là cô đi đẻ. Yeah. Thế rõ là không biết điều đẻ là không chọn ngày mà đẻ. Yeah. Giám đốc, cổ đẻ con trai hay gái giám đốc? Đã hệ. Đấy anh vừa tính đi bắt là Nguyễn Ngọc Ngạn, Nguyễn Cao Kỳ Duyên gọi lại. Ngọn người phái ông đứa lát. Ô, ông nổi tiếng lắm em ạ. Phái lắm. Nguyễn Ngọc Ngạn, Nguyễn Cao Kỳ Duyên gọi lại xin làm MC cho anh cuốn này rồi. Nhưng mà khoan năm lu bu quá anh chưa có tính được. Để từ từ tính cho hai người đó anh gọi thì dễ rồi. Thôi bây giờ như thế này. Sao? Ông nhạc sĩ. Yeah. Đờn xong chưa? Âm thanh rồi sao? Được hết rồi hả? Rồi bây giờ ai hát trước đây? Dạ dạ em xin được hát trước giám đốc em. Dạ. Dạ. Thôi vậy như thế này nhá. Dạ. Mình nên nhường cho phụ nữ hát trước đi. À đúng. Lady first. Dạ lady first. Sao em? Dạ bây giờ em hả? Em hả? Em dạ. Chuẩn bị được chưa? Dạ rồi. À. Dạ. Anh nói cho em nghe một điều như thế này. Cái cuốn video này anh bỏ ra cả bạc triệu. Dạ. Đúng không? Cho nên anh cần em hát mở màn. Để lôi cuốn khán giả. Yeah. Em nhớ không? Em là linh hồn của cuốn video này. Có thiệt hả anh? Đúng. Em chọn ra bài hát nào mà em thích nhất. Có, em có. Em nhớ mà. Anh nhắc lại. Yeah. Em là linh hồn của cuốn video này. Cố ơn anh. Dạ, cố ơn anh. À, giờ bắt đầu nha. Dạ. Rồi. Em hát đi. Em hát cái bà con gái ba chữ. Con gì? Con gái ba chữ. Con gái con gái ba chữ. Con gái bây giờ. Con gái. Cái bài này anh thích, cái bài này anh thích lắm đó. Thôi bây giờ em hát nha. Ok. Này, em hát thêm cho cẩn thận nha. Đờn cho hay. Em hát liền nha. Biết yêu là phũ phàng, biết yêu là ngỡ ngàng. Rèn tớ cứ cảm đào mà yêu. Biết yêu nó không thành, trái tim này toan tành thì xin lòng người điên với nàng. Con gái ba chữ thích lòng duyên, con gái ba chữ tha gió về. Con gái ba chữ thích lòng duyên, con gái ba chữ quá thề. Anh thấy hát hả không? Em hát xong rồi. Hát xong rồi. Nãy giờ anh đâu có nghe đâu. Em hát xong rồi đó hả không anh? Không. Không sao. Anh bảo đảm em, rồi. Cái tiếng hát của em mà lên hình thì là tuyệt vời. Trời ơi, cái body của em như thế này mà ra CD thì không còn chỗ nào chê. Cảm ơn anh. Em yên chí. Em sẽ nổi tiếng nha. Dạ, cảm ơn anh. Hay dạ. Quá. Chọn không lầm người. Dạ, tới nghe em. Thì bây giờ như thế này nha. Dạ. Tại vì mình không còn thời gian nữa. Dạ dạ giám đốc. Cho nên bây giờ chú hát cho tôi nghe một cái bài very very ngắn. Ngắn thôi. Dạ ngắn. Thôi được rồi. Đây bây giờ bắt đầu đi. Dạ. À, giới thiệu tên rồi tên bài hát rồi mình bắt đầu nha. Dạ. Em xin được nha. Kính thưa quý vị, em xin được trình diễn một bài nhạc rất là lãng mạn, rất là tình tứ trong một cuốn phim đã giật giải Oscar Award. Cuốn phim đó mang tên là Titanic. Hay. Giám đốc biết không giám đốc? Cái bản nhạc này nha, nữ danh ca của Mỹ hát cái giám đốc. Nữ danh ca nào? Dạ, McNano. Hay. Yeah. Cô nổi tiếng lắm. Dạ dạ. Tôi hát dạ. Dạ em xin được bắt đầu nha. Dạ. Dạ bản nhạc xin được tên là My Heart Will Go On. Hay. Em bắt đầu giám đốc. Em thử giọng. Em bắt đầu với mắt nhạc. Every night in my dream I love. Khoan. Sao? Mình đã là ca sĩ. Dạ. Hát thì phải có ban nhạc đệm mới được. Dạ. Nhá, ok, dạ. Ban nhạc. Không có tông sao đàn nữa. Không có tông. Dạ, em không cần tông. Em tự hát được, không cần tông. À, đây, thôi được. Dạ, em. Thôi được. Dạ. Em xin được trình diễn lại nha giám đốc. Dạ.
Every night in my dream, I hold you, I feel you, I kiss you. Dạ, xong rồi. Hey, Mara. Tôi thành thật khen ngợi anh có một giọng hát rất là nặng ký. Dạ, các bạn xem đó. Nhưng mà như thế này. Dạ. Tôi sẽ giới thiệu cho anh vô một ban hợp ca rất là nổi tiếng. Dạ, cảm ơn giám đốc. Dạ. Anh biết cái ban hợp ca đó đó tên gì? Dạ, tên gì giám đốc? Là ban hợp ca đưa em về miền đất lạnh. Trời lạnh quá em đâu. Trời ơi, ban đó rất là nổi tiếng. Ban nhạc đó là ban nhạc gì anh biết không? Dạ, ban nhạc gì giám đốc? Ban nhạc Vạn Thọ. Hay lắm, nổi tiếng lắm. Dạ, cảm ơn giám đốc. Tôi bảo đảm tôi sẽ đưa anh vô trong ban đó. Dạ, dạ, cảm ơn giám đốc. Giám đốc nhớ giới thiệu em giám đốc. Lúc nào họ cũng cần người hết. Anh yên tĩnh nha. Dạ, dạ, cảm ơn giám đốc. Dạ, cảm ơn em nhé. Dạ. Ồ, bây giờ em hát bài gì em? Ông Hậu đâu rồi? Trời ơi, ra đi nói chuyện với tôi nè. Tại làm sao vậy? Chị ba khỏe không? Chị ba đừng nóng. Không sao nóng hả? 6 tháng rồi, không có một cắt tiền nhà hết. Trả nhà lại cho tôi mở bán bún riêu. Ồ, chị ba đừng nóng. Nghe tôi nói là chị ba, bây giờ tôi bận lắm, tôi đang thâu cái cuộn video với tựa đề là Trầm Luân Tuyệt Vọng. Cái gì? À không không, Trầm Luân Tuyệt Phẩm. Chị ba ơi, chị ba ráng chờ cho tôi 3 bữa nữa thôi. Tôi bán cái cuộn video này xong rồi bắt đầu tôi mượn tiền tôi trả cho chị ba. Trời ơi, trước đám đông như thế này mà chị ba làm tôi mất uy tín chị ba. Ông làm gì có uy tín mà mất. Trời ơi chị ba, bây giờ đó tôi bận lắm, tôi đang tuyển lựa ca sĩ ở bên trong. Chị ba à. Tuyển lựa ca sĩ hả? À. Trời ơi, một giọng ca quanh vàng năm 99 mà không chịu lựa kiếm đâu cho xa. Ai? Tôi nè, vô ăn thử cho kìa. Chị ba. Sao? Sao? Cái cuốn video này đó à, là tôi toàn thâu nhạc ca trẻ, ca sĩ trẻ không mà chị ba. Chê tôi già hả? Được, dọn đồ ra liền bây giờ. Tôi quá. Chị ba, đừng nóng, chị ba vui tay. Chị ba nóng quá không tốt chị ba. Thôi giờ như vậy nha chị ba. Thôi bây giờ chị ba hát đi chị ba. Bây giờ chị ba hát gì chị ba? À, tôi sẽ hát nhạc kích động cải lương. Hả? Cải lương. Sao không được hả? Chị ba, cái cuốn video này là tôi thâu toàn tân nhạc không hả? Đúng. À, tân nhạc không hả? Rồi, vậy lấy đồ đó. Hát. Chị ba đừng nóng nữa, chị ba. Tôi lại chị ba. À, thôi giờ chị ba hát nha. Ông nhạc sĩ. Đền. Gửi cái bóp chút. Gửi cái bóp. Thôi đưa lại đây đi cho chắc ăn. Để cho chắc ăn. Làm quê tôi gì bác? Dạ anh cho em xin miếng nhạc đi dạ. Sao tháng đó. Chị ba. Ví dụ 6 tháng đó, hồi nãy tôi với chị ba nói rồi chị ba. Bây giờ mình vô nhạc liền đi, quên cái vụ 6 tháng. Vô ha, vô đi chị ba. Dạ cho em xin lỗi với nhạc đi anh hai. Nếu mai thất nghiệp anh về Cà Mau anh cắm cầu, bắt con nhai bầu em đi ngang anh mới cầu. Nếu cầu em được em về làm dâu cho má anh, em về làm dâu má anh mới buồn rầu. Đánh em một trận em về rừng sâu em giữ trồng, em về rừng sâu em lại mang bầu. Hạ sanh ra được một thằng con trai nó giống cầu. Cái gì vậy? Vậy chị đừng nóng. Giám đốc đi chứ. Đừng nóng. Em là ca sĩ, chị em chầu. Đừng nóng. 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 Đừng n
6 tháng sắp tới đó. Miễn luôn. Trời ơi, chị ba quá rộng lượng gì ba. Cho một bài nữa đi. Tôi nghĩ một bài đủ rồi chị ba. Bây giờ chị ba muốn mần thêm bài nữa, tôi nghĩ là mình nên để đến 8-9 cuốn sau đi nha chị ba. Bây giờ nếu mà không cho hát nữa đó hả, thì 6 tháng tiền nhà trả ngay lập tức. Giờ chị ba trả không? Chị ba đừng nóng chị ba. Sao cũng không nóng được, 6 tháng rồi, chờ 6 tháng nay mà còn không nóng nữa. Trời ơi, con cha này không có tiền mà đặt nổ ấy. Ê, chú Ê, nổ hả? Không có được bọt mới một cuốn luôn. Mạc dê, mạc lừa gọt. Tiếng dép. Vậy là đi hết rồi hả? Không có tuyển lựa ca sĩ gì nữa hết hả? À, vậy thôi tôi cũng về. À, sáng mai đó, ông dọn ra nha. Để cho bỗng riêu dọn vô. Trời, thôi đúng là trầm luân tuyệt vọng rồi. Thôi rồi, đi bưng phở tiếp rồi. Trời đất ơi, nguyên một cái dãy nhà trọ mình có biến rồi. Ra lẹ đi. Ra trời. Cú Hà. Trời hết hồn á. Mới về hả? Sao về tới đây còn gọi anh chi vậy? Ê, ăn xoài không? Tôi có chuẩn bị xoài cho bà nè, bà thích mà. Đem ra đi. Xoài chấm muối tôm. Ngon. Chờ chút nha. À, rầu quá rầu luôn. Đây. Bây giờ là không biết rồi sao. Xoài tới đây. Thấy chưa, rất ngon. À, thấy chưa, lần đầu tiên bà thấy chị cắt xoài thấy ghê không? Cắt xoài như dưa lưới vậy đó. Lặng lẽ ta phải cắt dài vậy. Không, vậy cho bà dễ ăn đó mà. Đây. Đây, để im đó. Ngày hôm nay là tôi phục vụ mà. Quỷ già thiệt á. Nè. À. Cái gì vậy? Ngọt quá. Ngọt mà. Ngọt cái xuống tới bà nhăn mặt mà bà nhéo nước mắt luôn nè. Ngọt ngon. Ngon. Miếng nữa. Ừ. Ngon. Ê, xoài này á, tôi mua xong về, tôi gọt xong tôi ngâm chút xíu muối. Xong rồi tôi mới ấy ra, bỏ tôi lạnh nó giòn, ăn ngon. Cái gì vậy? Không ngon hả? Không phải không ngon, ngon. Tao thấy bà rầu vậy? Cái gì vậy? Nó rầu trong bụng. Rầu trong bụng hả? Tiêu chảy hả? Gì tiêu chảy? Chứ sao bà nói bà rầu trong bụng? Nó rầu trong bụng là buồn đó, chứ không phải là đau bụng, hiểu không? Ai làm gì bà buồn? Thôi, đút tôi ăn miếng coi. Đây, đó. Thôi, tôi không thích cắm vậy đâu. Không thích. Bà lấy tay bà đút tôi ăn. Nó tình cảm. Trời ơi, nghe cái mùi tay của tôi ăn mới ngon, đúng không? Đúng rồi, đó. Qua cái cây tre nó mất mùi. Đây, chấm đây, ăn nè. Quỷ già, quỷ à. Đây. Ê, đây, lấy cho tôi đi. Xuất sắc nè. Trời ơi, chút xíu bà cắn cái tay tôi luôn á. Ghê rồi. Ngon lắm. Thơm á. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Sặc muối. Sặc muối. Không sao đâu. Bà phun cái gì nước miếng vô mặt tôi còn được mà. Mất vệ sinh ra. Sao? Bà nói nghe nè. Chuyện gì mà rầu trong bụng nói tôi nghe coi. Thì đây tính giải quyết ba cái vụ này nè. Chuyện gì? Trời ơi. Có ho hoài trời. Muối.
bình tĩnh. Nghe, nghe, nghe. Sặc quá rồi, sặc luôn á. Không sao đâu. Bà lo chuyện gì? Vụ hai vạch này nè. Hai vạch gì? Này đồ test Covid nè. Hai vạch. Này của ai à? Trời đất ơi, tôi cầm mà đương nhiên là của tôi rồi. Trách nhiệm thuộc về tôi. Trời ơi. Gì? Sao bà vô ý thức vậy? Vô ý thức gì trời? Hồi nãy giờ bà về ăn à? Mời ăn, bà cũng nhào vô bà ăn khí thế. Bà đút cho tôi ăn, tôi đút cho bà ăn à. Bà phun nước miếng vào mặt tôi. Trời ơi, bà kinh khủng khiếp quá. Tôi sợ bà rồi. Tôi sợ bà rồi. Ủa làm gì sợ? Bà đừng đứng gần tôi nha. Bà đừng tới gần tôi nha. Ê. Hả? Không gì? Có được à. Sao? Nè, tại sao vậy? Hả? Tại sao bà ác với mọi người như vậy? Tại sao bà ác với tôi vậy? Ủa ác cái gì? Có gì đâu mà ác. Bà giác ra. Bây giờ tôi không cho bà gần tôi nữa. Nha. Sao? Tại sao? Tại sao bà bị hại vậy? Hả? Cái này của bà đúng không? Thì nãy tôi nói rồi, hồi nãy tôi cầm là đương nhiên là của tôi rồi, thì trách nhiệm là thuộc về tôi biết mà. Trời ơi, bà nói tại sao bà nói được một cái câu mà nó nhẹ như lông hồng như vậy? Chứ có gì đâu không nhẹ đây nè. Nhẹ hiểu luôn phải không? Nhẹ hiểu rồi phải không? Trời ơi, trời. Bỏ xuống đi. Nhưng mà ông sao vậy? Có gì đâu, bình tĩnh đi, không có gì hết trơn á trời á. Bình tĩnh sao được mà bình tĩnh? Nguy hiểm lắm, nguy hiểm lắm. Cái gì? Bây giờ bà và tôi không còn sự gần gũi nữa. Mà phải giữ khoảng cách đàng hoàng nha. Nếu không tôi sẽ hận bà. Trời đất ơi. Cái này là bà bị đúng không? Bà bị đúng không? Tôi đã nói là cái này hồi nãy tôi cầm. Thì tôi biết là tôi chịu trách nhiệm rồi. Tôi chịu trách nhiệm mà. Tôi biết là tôi chịu trách nhiệm mà. Nhưng mà bình tĩnh đi, có gì đâu. Không có bình tĩnh được. Bà làm như vậy là bà sai. Có gì đâu. Bà hai vạch rồi mà. Bà làm như vậy là bà tầm bậy. Bà bớt bớt cái miệng bà lại đi. Nha, bà nói to ra phun ra còn nhiều hơn. Phun cái gì, bây giờ sợ cái gì? Tôi nói thiệt với ông mà sáng giờ tôi đi chợ cả sớm, cả nguyên cái nhà trọ tôi tiếp xúc hết rồi, đâu ai sợ đâu. Trời ơi, bà nói vậy mà bà nói được hả? Ý thức cộng đồng của bà thôi, đâu? Thôi em thách thao đồ bước ra ngoài ngoài hiên. Ô, trông từ xa thấy ô như hai người quen. Anh, đứng lại đây, ê, ê, đứng lại đây. Dạ. Đem đồ vô trong nhà. Dạ. Không có giặt vũ gì ở đây hết. Đem vô nhà đi. Trời ơi, giấc đêm này giặt đồ mới là sướng chứ. Giấc đêm về nè, là ngay khu sớm mình nè, nước nó mạnh nè, rồi nó im ắng, giặt đồ nghe xoẹt 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 xoẹt. Trời ơi, nó xả xì chết mà nó thư giãn thần kinh lắm. Anh có đồ dơi không đi em giặt? Thôi khỏi 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 khỏi, mày đừng đứng gần tao nghe. Thôi ông không có nhưng mà. Giặt ra. Bà đứng bên đây. Bà không được gần nó. Nè, tao nói mày nghe, mày đem đồ về đi. Một tuần mày giặt một lần cũng được. Anh ơi, sao kỳ vậy? Em nổi tiếng là em là cái máy giặt của xóm. Coi như là tối nào em cũng đi giặt đồ. Ai có đồ dơ cứ thảy vô thao. Rồi tối em giặt rồi em phơi, rồi mai em gửi lại cho từng nhà hết. Không có thiếu thốn đồ đạc gì em trả, đúng không? Chị, đồ lớn, đồ nhỏ gì em cũng giặt cho chị hết đúng không? Chị có đồ dơ gì không? Giang ra. Tôi đã nói bà giang ra. Không cho bà gần nó đó. Làm gì tôi không được gần nó. Đi ra. Mày không được gần bà nghe chưa? Anh sao nữa nè. Trời ơi, mày làm gì vậy? Em lại em nói chuyện mày với anh. Mày giang ra đi. Mày đi về đi. Tao lại mày. Anh ơi, anh sao vậy? Lại mình nói chuyện. Không có nói chuyện được. Tại sao không nói chuyện được? Đứng xa vậy vẫn nói chuyện được. Mắc mới phải lại gần. Thì mình tình cảm anh em ở hàng xóm láng giềng với nhau, mình nói gần với nhau. Em giải thích anh nghe cái này. Tao nói không có được mà, đừng có giải thích gì hết. Sao chạy đi đâu cũng dính hết trơn vậy? Tôi bọc đầu anh mà. Anh chạy đâu vậy? Anh nói chuyện rõ ràng đi. Anh làm gì vậy? Tự nhiên anh giận hờn tôi hay là gì? Anh không có giận hờn gì mày hết trơn á. Không có giận hờn gì, để em cho em giải thích chứ. Nãy giờ tự nhiên là nè, không giận hờn em, tiện xa lánh em. Rồi bây giờ suối luôn bà chị tôi xa lánh tôi là sao? À đó, bởi vậy tôi phải giải thích với anh. Anh ơi, đừng có ghen tuông vô cớ như vậy chứ, đúng không? Anh không ghen tuông vô cớ vậy chứ. Nè bây giờ đó, rồi, đúng không rồi, ổng
nói chung là dán ra ghen 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 không trời ghen còn ghen 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 quá đi mà. Nè em nói thiệt nha, bây giờ nè em với anh đứng gần nói chuyện hai người đàn ông em... hai người đàn ông đứng gần nói chuyện cái gì vậy? Miệng tôi thối lắm hả? Anh làm cái gì vậy? Hai người đàn ông mình nói chuyện. Mày đứng xa ra cho tao thở đi. Mày đứng gần tao nín thở tao mệt quá. Bây giờ tôi giải thích anh nghe luôn. Giải quyết câu chuyện hai người đàn ông. Bây giờ như vậy. Em nói mày đứng lại. Rồi. Tôi sẽ tránh xa anh ra. Tao đã nói không cho mày đứng lại mà. Rồi. Không được gần tao đâu. Không chứ. Bây giờ như vậy. Phải giải quyết cái chuyện nhọc nhằn ở ngay sớm này để nó nhọc nhằn chuyện tình cảm em khó chịu lắm. Chị. Chị có thương em không? Thương. Vẫn là tình cảm với em chứ? Đương nhiên. Em ôm chị cái. Đừng. Đừng. Trời ơi. Trời ơi là trời ơi. Thấy không? Vẫn không có gì lưu luyến. Chỉ là tình cảm với em thôi. Trời không có gì ơi. Hết. Gì vậy? Tự nhiên anh đau khổ gì vậy? Anh có thương em không? Anh có thương em không? Đó. Cái này là mày muốn đó nha. Thì muốn chứ. Không phải tao. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Ở xóm làng là mình yêu thương nhau. Mình phải ôm nhau như vậy. Ôm đi. Mình ôm nhau như vậy. Mày muốn đó. Ôm mày ôm đi. Nó gọi là yêu thương nhau chứ. Xóm mình đó là phải là như vậy. Đúng xóm rồi. Nhỏ mà vui. Chị không có sự ngăn cách. Đúng rồi. Lại đây nè. Em nói nha. Hai anh chị nghe. Một cây làm chẳng nên non, nhưng mà ba cây chụm lại sẽ nên hòn núi cao. Ba cây, nhưng mà mỗi cây nó hai vạch màu đỏ thì nó không thành cái núi. Vạch gì? Không có vạch gì ở đây hết đó. Không có hai vạch gì ở đây hết. Ba cái vạch gì? Ở xóm mình là chan hòa tình thương hết. Không có ngăn cách vạch này vạch nọ. Nhà này nhà nọ nó chan hòa. Xóm nhỏ mà vui. Mình phải yêu thương nhau. Ráng yêu thương nhau đi. Đúng rồi. Bà F0 đó. Tao. Anh bắt ấn gì vậy? Ấn ông nội mày, cái này F1. Mày là bây giờ là mày là vậy nè. Không chừng mày cũng vậy luôn giống tao đó. Ôm nữa đi. Giận chơi. Giỡn chơi. Giỡn tự nhiên F0, F1. Nhìn đây. Tự nhiên nói chuyện. Đây đây đây. Ta nhìn đi, nhìn đi. Cái gì? Hỏi mày hỏi phải của bà không? Cái này là cái này cái test nè. À, hỏi phải của bà không? Nó hai vạch, cái này của ai? Thì đó, hồi nãy chị nói với ổng rồi, chị cầm trên tay của chị biết rồi, chị trách nhiệm. À, cho mày. Sao vậy? Ngu, ta đã nói không được rồi bà. Mày có lại trời. Bây giờ cũng ai cứu mày đâu. Tao đã cản mày rồi. Sao chị ác vậy? Ác cái gì? Trời ơi trời. Chị biết như vậy rồi. Mà chị ôm tôi. Mày nhào vô mày ôm bả trước. Mày đừng có vu oan giá họa cho bả. Còn anh nữa, anh nói anh thương em. Sao anh không đánh đập em? Xua đuổi em, đánh đập đá em, nhăn vô nhà đi để cho em ôm bả chi vậy? Tao chửi mày quá trời, mày vẫn dí theo tao, mày xin ôm mà. Trời ơi! Cùng tao tình nguyện tao ôm. Trời ơi! Trời ơi, thì tôi tức hai người dễ sợ luôn á. Tôi... trời ơi! Bây giờ hỏi bà nè, mấy ngày rồi? Cái này nào? Hai ba ngày. Ba ngày? Vậy mà hai ngày trước. Hai ngày trước chị còn tổ chức sinh nhật ở ngay cái xóm này nữa. Đúng rồi. Trời ơi, chị mời em với ảnh qua ăn sinh nhật của chị. Em bữa đó có nhậu. Em còn nhớ mày nè. Mày nhắc tao mới nhớ mà. Đó, đây bữa còn giữ nè. Ngay đây nè. Đây, ngay đây nè. Bữa đó chơi đó. Trò chơi đồ. Đó, ngay đây. Trò chơi vui nhộn rồi, trời ơi là trời. Đó, để đây là xong rồi. Bia với rượu pha vô đây. Mình tổ chức uống rượu cần sinh nhật đi nào. Yeah yeah. Hôm bữa là chị uống trước là tại đúng rồi, sinh nhật chị. Ừ, đó. Đó, chị uống. Đó, đó là kính lão đó, có thể anh uống. Đó ngậm vô uống đó, tới em là em nhỏ nhất nè đó. Đó là hai bữa trước mà ngu nó nhậu hơn nữa rồi. Mày ngu, đứng xa xa nói được rồi, bây giờ múc luôn, múc luôn. Nó đậm hơn. Tại sao lại trời ơi mấy giờ... người sao á? Ừ mệt quá, tôi hai vạch đó, tôi ép không đó, cái vô mấy người thì biết là vậy. Trời bây giờ phải làm sao đây trời,
Bây giờ gói quá. Bây giờ không biết giờ số quận em bây giờ em phải làm sao? Bây giờ mày muốn làm sao không? Bây giờ làm sao? Bây giờ mày đưa số điện thoại ba mẹ. Đưa số điện thoại ba má. Ờ, để tao điện ba má mày lên chở mày về. Đừng có như vậy, trời ơi. Ba má em biết chuyện này chết em luôn. Ba má em sẽ xa lánh rồi, ba má em sẽ về đồn. Đồn cả ở quê em rồi, mọi người sẽ đối xử em như thế nào. Em thấy cuộc đời em như thế nào anh ơi, không được. Cái này phải bình tĩnh lạc quan. Em coi coi báo chí em biết rồi. Bình tĩnh lạc quan xử lý tình huống. Bây giờ mày có nhảy nhiều quá mày còn mệt thêm thôi. Bây cái bệnh này nó ảnh hưởng phổi mà mày bớt nói càng nhiều càng bây giờ, tốt. Giờ đứng theo thứ tự luôn rồi đó. Số 0, số 1, số 2. Mình đứng như vậy đi. Mình đứng như vậy đi. Rồi. Mình đứng như vậy đi. Bây giờ em phải làm sao? Bây giờ ba đứa mình là chung một chiếc thuyền rồi. Bây giờ ba chúng mình phải làm sao? Đi chết đi chứ sao giờ? Anh im đi. Anh bậy bạ hết sức. Cái gì nó cũng phải lạc quan, yêu đời lên. Làm cái gì tự nhiên cái vậy đâu, đi chết. Có gì đâu mình phải tìm cách xử lý chứ. Này anh nói vậy. Mày điên hả? Mày điên hả? Đâu phải ổng nói. Tao nói rồi nè mày. Chứ ai? Nữa hả? Trời ơi, thằng trai đẹp trong xóm có duyên nè. Nó bị gì nè? Ông trời ơi. Sao nó kêu ông trời? Giết con chết luôn đi ông trời. Tại sao ông đối xử với con như vậy? Cái gì vậy? Em muốn chết. Hả? Em tự nhiên muốn sống. Mày điên hả? Bao nhiêu muốn sống? Ai muốn sống? Tụi tao đang muốn sống đây nè. Bây giờ cuộc sống của em nó vô nghĩa lắm rồi. Giết em chết đi. Bậy. Ê, không ai ngu giết mày. Mày tự nhiên mày xúi ở trong xóm thì giết mày cho tụi tao đi ở tù hả chị? Mày điên quá. Vậy là anh chị vẫn còn tình thương dành cho em. Còn trời ơi. Mọi người thương em đúng không? Ừ. Cho em mua một cái đi. Cho em mua một cái đi nào. Đây. Cho em mua. Ê, ra ra. Bà ra đây ra. Bà biết. Sao? Mọi người yêu em đúng không? Thương em đúng không? Đúng. Cho em mua một cái đi. Trời bà đi theo tôi, bà đi theo tôi. Đi qua lắm. Trời ơi. Anh vô đây, đúng thứ tự. 0, 1, 2. 0, 1, 2, 3 được không? Bài, đừng. Cái gì nó cũng đừng. Có cái... Cho em anh nhập với. Không. Bây giờ em đừng tính cái gì hết. Em chỉ tính là em nothing. Nothing and nothing. Em không thể, em muốn ôm anh chị. Không, đi. Nó khao khát quá kìa. Nhưng mà bây giờ mày nghe tao hỏi nè. Mày bị cái gì? Mày nói tao nghe coi. Gì vậy? Bị cái gì? Em bị ép. Hả? Em bị ép. Trời ơi, gì? Mày, mày bị ép mày. Em bị ép A. Ép A là ép mày. Ép A là cô đơn. Trời ơi. Em bỏ một cái đi. Né ra. Từ từ. Làm vậy. Ép A là cô đơn. Cô đơn á. Cô đơn không chết bằng Covid. Không, mày không. Cô đơn mới chết. Sống một mình không tồn tại được. Em đi chết đây. Mọi người không thương em đi chết đây. Ở thằng này nó đòi chết hoài vậy trời. Giờ... Bao nhiêu người muốn sống mình về đi. Mọi người có thương em không? Thương. Thì cho em ôm một cái. Thương thì bây giờ tao nói mày nghe nè. Bây giờ mày thất tình. Mày muốn chết nhưng mà bây giờ á là mày vô nhà mày khóc đi. Rồi từ từ mày chết. Mày sáp vô bộ ba này mày còn chết nhanh hơn đó. Không. Ngay lúc này đây em cần một bờ vai. Trời. Một bờ vai của người đàn ông. Em ơi đừng. Bây giờ em hãy đi mượn một bờ vai lạ của một người đàn ông nào đó đi. Nó đổi giới tính rồi, nó mới cần một bờ vai của người đàn ông đó. Thế sao vậy? Người đàn ông để đồng cảm với em, hiểu không? Nhưng mà bây giờ thời điểm này tao khuyên mày, anh lại mày. Mày vô trong nhà, mày đóng cửa, mày ôm gối ôm, mày thế cái bờ vai đó đi. Nhưng cái đó không thể nào thay thế được. Em cần một con người thật sự. Chứ nếu không có những cái bờ vai này thì mày sẽ làm gì? Em đi chết đây. Trời ơi, tội nó quá mà. Tội nó quá. Đây. Ôi, bà là một ổ. Gì? Bà làm một ổ rồi đó. Bây giờ là theo cấp độ đi. Từ nhẹ tới nặng. Đây, tôi sẽ là hy sinh trước cho. Hay quá anh Đạt ơi. Đây nè, bờ vai. Trời đất ơi. Đỡ chưa? Anh Đạt ơi, em cần cái bờ vai này nè. Thôi đi đủ rồi. Thoải mái chưa? Em thoải mái lắm rồi anh Đạt ơi. Tự tin chưa? Trời ơi. Đây nè. Mày giang ra đi. Anh có bờ đùi nữa. Ấp mặt vào đây. Không, anh còn trẻ lắm.
anh không phải là người đàn ông vững chãi. Em cần một người có kinh nghiệm. No, anh ơi, no, no, không, no, 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 anh lên. Trời ơi, lên một cái. Nặng hơn rồi đó, nặng hơn rồi đó. Thôi. Cái này. Dạ. Cái này là tự mày nha. Dạ, em cần. Không phải tao, không phải tao đâu. Dạ, ơi. Trời ơi, chữ phải. Anh ơi. Chữ phải thật là mạnh. Anh có tặng em cái gì không? Chia sẻ với em đi. Anh đã chia sẻ với em nhiều lắm. Anh không thể nào đếm hết được bao nhiêu đâu. Anh thôi, em làm gì rồi. Anh có thấy là em ngốc nghếch lắm không? À, em không ngốc nghếch. Em nên vào bệnh viện tâm thần đi. Anh sợ em. Ngu. Sống ở đời phải tự tin hơn. Em hư với anh. Em phải tự tin lên. Các anh tặng anh đi chia em hết rồi. Em nhận cái đó. Tụi anh chia sẻ hết rồi đó. Mấy mà... người này vậy làm cái gì á? Nhỏ không, đâu mang mang. Hai anh là đàn ông. Em cần một người phụ nữ. Trời. Ê. Mày ngu đó, mày ngu lại đó. Đây. Mày ngu. Phương. Nó hôn ổ luôn. Chị thông cảm. Hôn em một cái. Dạ. Chị ơi, em quý chị thôi, quá. Không có gì hết. Có gì cứ nói với chị nè. Chị có gì cứ nói em. Với chị. Dạ. Thương chị lắm. Chia sẻ với nỗi đau này. Thương, thương. Em đó. Cảm ơn chị đã chia sẻ cái nỗi FA của em nha. Rồi ôm. Wow. Nãy giờ là bà chia sẻ cũng là mấy ngàn con á. Dữ lắm rồi, đếm không hết đâu. Chị thương em lắm, em bị FA. Chị chia sẻ giùm em. Đúng rồi. À, em bị FA đó. Dạ. Chỉ là F0 chỉ đang chia sẻ với em đó. Mà đi đi. Trời ơi. Trời ơi. Mà làm cái gì vậy? Trời ơi, may là người quen chứ người lạ người ta giết nó rồi. Nó quăng tôi như một con cúp bế. Chị bị F0 hả? Trời ơi. Chị ác lắm. Chị tàn nhẫn, chị giả man lắm. Chị ơi, tại sao chị ích kỷ như vậy? Biết mình em không rồi, đi chia sẻ với em làm cái gì? Thôi mày đừng chửi bà nữa. Thôi. Qua đây, qua đây. Chị làm vậy đó, chị phải có tình thương dành cho đồng loại của mình chứ. Chị làm vậy, tôi khởi kiện chị đó nha. Tôi khởi tố chị luôn, chị sẽ đi tù. Thôi đánh đi. Mệt mấy người quá. Hồi nãy giờ tôi quạo lắm rồi nha. Ai nói với mấy người là tôi bị em không? Ai nói? Thì rõ ràng. Bà nói. Tôi rõ nói. Ràng. Hai vạch đi rõ đây, ràng. Hai vạch đây nè. Đây nè. Mày né ra coi. Nè đây rõ ràng hai vạch của ba. Theo thứ tự luôn nè. Đó là anh nè. Đó hồi nãy là anh là gì nè. Đây là F1 nè. Nè tôi nè. Rồi bây giờ mày biết tự làm luôn chưa? Bà đó, đó, đó là bà F0. Mày không làm được chữ F à? Trời ơi. Bây giờ em quẹo đó, luôn đó, rồi. Chị đó. Đúng rồi đó. Đó, đó. Trời ơi. Nó bà là như vậy. Mấy người. Cả xóm này bây giờ đi tù hết rồi. Ai cũng bắt ấn hết. Mấy người vừa vừa phải phải thôi. Đúng là cái này là của tôi. À không phải, đúng là cái này là tôi cầm thiệt. Nhưng mà nó không phải là của tôi. Tôi nói cho bà nghe nè. Bây giờ bà đừng có giấu giếm nữa. Bà làm như vậy á là bà hại cả cái xóm này đó. Đúng rồi, mình phải bà có trách nhiệm chứ. Bà đã bị như vậy thì mình phải biết, mình biết là mình bị vậy mình chữa. Chứ bây giờ cầm trên tay của mình là nó nói còn không phải của mình còn giấu giếm gì nữa. Mày coi nè, bà bị hai vạch gì đó, cầm trên tay của mình là bởi vậy. Mày ăn thôi đi. Quá đáng vừa phải thôi, cuộc sống không có lòng tin dành cho nhau. Làm cái gì điên hả? Cái này phải của chị đúng không? Đúng. Đúng rồi. Mình... cái này là của em. Hả? Dừa, cho bà dừa nghe. Tức. Trời ơi. Trời ơi trời. Cái này của em. Sao ngựa về ngược vậy? Vậy là nó rồi. Hèn gì mày về mày cảm thấy mày đau đớn trong lòng khi mày hại cả cái xóm này. Cho nên mày khóc lóc rồi này nọ đặng mày lấy hết cái xóm này đúng không? Tại sao mày sống không có ý thức vậy? Tại sao kỳ lạ vậy? Em có ý thức lắm. Mày biết như vậy? Không, mày ơi! Mày chờ mày à? Đứng im ra! Đi. Mày ôm trời bà ơi, đi! Trời ơi, hồi nãy là đúng là thiệt, tôi dại dột, tôi ôm nó rồi thì xèo. Thằng này mày quá đáng như vừa hả mày? Mấy anh chị làm sao á? Sao vậy? Sao vậy? Cái này đúng là của em. Thì của mày, thì mày đó. Đã biết mày vậy. Nhưng mày còn về em mày nhận, ôm. Em nhặt ở ngoài cổng nhà trọ của mình. Lại một người nhặt em ý thức em có lấy chai cồn em xịt đàng hoàng em lấy cái đồ gấp em gấp em bỏ vô đây nha em bỏ vô đây em định đem đi quăng vô thùng rác nhưng mà chưa kịp quăng á cái tự nhiên nghe điện thoại của ông bồ em vội vàng em quăng xuống vậy đó cái giờ chị Linh chị cầm lên cuối cùng của ai không biết luôn trời ơi làm hồi nãy giờ né nhà muốn chết luôn à vậy là cái này không phải là của chính bản thân mày không cũng không phải là chính bản thân bà không hai cũng... người đều lụm hết đúng rồi cái này là do cái người vô ý thức đúng rồi làm cả xóm hết hồn
Trời ơi, biết vậy là khỏe người quá đi. Thôi đó, khỏe rồi. Khỏe quá. Lát hồi mình đi dục. Lát hồi mình đi dục mình đốt. Thôi. Trời ông nói thất tình, nói thất tình á. Đây đây. Thôi lên đây chia sẻ. Trời ơi, trời ơi. Bây giờ nó sớm mình yên rồi. Có thể ngồi bên cơm rồi. À, khỏe thảo. Hú hồn, hú hồn. Bây giờ là mày muốn chia sẻ bao nhiêu rồi, cũng được nữa. Bây giờ mày đang FA. Thiệt tình. Mọi chia người sẻ bao nhiêu. Đang không có ép gì. Ừ. Thoải mái. Khỏe phắn đi. Mày có thể chia sẻ 2 giây, 4 giây, 6 giây, 8 giây, 10 giây tao cũng chia sẻ rồi nữa. Có gì này, nói đi. Đó, đây là tình cảm nè. Đúng em rồi. Một cả cái xóm này. Ôi trời ơi. Em quý mấy anh chị lắm. Nói nghe. Bây giờ á, cái chuyện như thế nào? Sao? Để nói đi. Để anh chị có thể chia sẻ với em được chút nào thì chia sẻ. Em kể đi. Tại sao? Tại sao mày FA? Tại sao người yêu mày bỏ mày? Mày cứ kể thoải mái đi. Bộ em quá anh em lắm anh ơi. Cứ kể đi. Mày nhúng quá, cái giọng nó khó nghe gần chết à. Em thư giãn cho nó để... Thôi nó... khỏi đi. À, khỏi ha. Để im cho nó nói. Rồi nói đi. Rồi sao? Hai tuần nay em về quê em lo công việc dưới quê á. Giải quyết công việc xong rồi. Em nhớ em bồ quá. Định gọi điện thoại lên thăm nó. Chưa kịp gọi nó gọi về em. Nó nói tôi không muốn gặp mặt ông nữa. Ông ở dưới quê luôn đi, đừng bao giờ lên đây nữa. Trời mẹ, sức mẹ, sức mẹ ha. Tội nghiệp vậy, quen nhau mấy năm trời. Sao tự nhiên nói chia tay trong vòng có 2 tuần lễ vậy? Buồn chứ anh. Nó bị cái gì nó có. Em lần lần em bắt xe lên đây liền luôn. Em đi tìm hiểu, em gặp bé bằng thân luôn. Em hỏi tại sao vậy, tại sao cô ấy không muốn gặp tôi. Bé trả lời, bạn em đi cách ly rồi. Cách ly là sao? Vì ép không đi cách ly rồi. Ô, sao nó cứ vòng vòng ở đây hoài vậy trời? Sao nó cứ vòng vòng nó quẩn quẩn ở đây hoài? Trời ơi, bây giờ tôi mới biết cái dịch vật đó là cái gì. Sao nó cứ vòng sao vòng? Mày ác vậy? Hả? Em làm gì ác? Con bồ mày ép không? Ít nhất về đây mày cũng phải có ý thức. Mày né ra. Tao đã né được cái chuyện này rồi. Mà mày, mày vẫn không cho mọi người né cái chuyện của mày. Hả? Sao mày ác như vậy? Em bình thường mà. Bình thường con khỉ không? Sao được? Mày điên hả? Nãy mày về mày mạnh miệng, mày chửi bà này. Trời ơi, bà làm vậy, bà sẽ bị chi tố đó. Bây giờ mày làm vậy, tao chi cho mày. Mày giao tiếp với em không mà mày nói mày bình thường. Là hay, hay quá, chứ tao chi cho mày lên sinh tố quá. Ủa, 2 tuần rồi em chưa gặp mặt bồ em. 2 tuần là 14 ngày đó. Cái khoảng thời gian là cách ly đó, là nó không gặp mặt bồ nó. Mà Ê 14 ngày rồi. Nó lại bay ra khỏi đây nữa rồi. Ồ, nó cứ bay vào đây rồi nó bay đi. Bà cô ấy bà như là một cái vong đó nha. Dập bà chiều. Cứ bay lờn vờn ở trong xóm này, rồi bà cô ấy lại bay đi. Ôi bà cô Vi thiệt là vi diệu. Hay thiệt hay thiệt. À, 14 ngày rồi hả? 14 ngày chưa gặp mặt bồ luôn. Vậy là không sao rồi, không sao rồi. Thì bây giờ mày phải nói rõ ràng chứ. Chuyện gì nó cũng phải rõ ràng, nói chuyện lúc rõ ràng. Lúc nãy em kể có nói rõ rồi, tại anh chị sợ quá. Tâm lý anh chị lúc nào cũng sợ sợ hết. Đúng phải rồi. Bình tĩnh với mọi tình huống, hiểu không? Đúng. Bình tĩnh, lúc nào cũng bình tĩnh nè. Mấy nay nè, tao nhức mình nhức mẩy nè, tao hay ho nữa. Mà tao vẫn bình tĩnh, có gì đâu. Trời ơi, bỏ quay lại nữa rồi. Trời ơi, bây giờ mọi người nghe tôi nói vậy nè, khổ quá. Bây giờ á, quan trọng là chúng ta phải bình tĩnh. Tại vì bây giờ á, mật độ vaccine á, nó cũng đã phủ rộng khắp rồi, đúng không? Lo gì nữa, có dính đi thì cũng bị nhẹ. Nhưng mà quan trọng là mình không được chủ quan nha. Đúng rồi, quan trọng là đây tình người ở đây sớm nhỏ mà vui. Trời ơi, có dĩa xoài đây ngon quá. Thôi mình tụ hợp ăn xoài, ăn xoài đúng rồi, đó. Đúng rồi. Lâu lắm rồi mới ăn xoài đó. Rồi là tụ hợp ngồi với anh đó. Xoài này là chấm với muối nè. Còn cái này là giờ chấm với gì kia? Quá ơi. Chương trình Paris by Night Tiếu Vương Hội được bảo trợ bởi Diamond Sponsor iGel Beauty.